quan hệ Mỹ-ASEAN trong kỷ nguyên Trump 2.0 và những tác động đến Việt Nam. Quan hệ Mỹ-ASEAN trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump được định hình bởi các chính sách bảo hộ thương mại và sự chuyển dịch chiến lược khỏi Trung Quốc. Những chính sách này không chỉ tác động trực tiếp đến các quốc gia Đông Nam Á mà còn mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho Việt Nam. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và áp đặt thuế quan đối với nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Các chính sách này đã lan tỏa tác động mạnh mẽ đến khu vực Đông Nam Á, buộc các quốc gia trong khu vực phải điều chỉnh để thích ứng. Trump ưu tiên các thỏa thuận thương mại song phương, thay vì các khuôn khổ đa phương như ASEAN hay CPTPP. Chính sách có qua có lại của ông tập trung vào việc giảm thâm hụt thương mại với các đối tác lớn thông qua việc áp đặt thuế quan hoặc đàm phán lại các thỏa thuận thương mại hiện có. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các nước ASEAN, nơi có các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, điện tử và nông nghiệp. Đối với Việt Nam, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch đạt 89,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2024, chiếm 29,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này cũng khiến Việt Nam dễ bị tổn thương nếu Mỹ áp dụng thuế quan cao hơn, tương tự như các biện pháp đã áp dụng với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Ngoài ra, Việt Nam cũng đứng trước cơ hội và thách thức từ căng thẳng Mỹ-Trung. Sự tách biệt chiến lược giữa hai siêu cường đã thúc đẩy nhiều công ty dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam như một phần trong chiến lược Trung Quốc cộng một. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang có thể tạo ra rủi ro mới nếu chuỗi cung ứng bị phân mảnh nghiêm trọng hơn. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã thu hút được lượng lớn FDI nhờ chi phí lao động thấp và vị trí địa lý thuận lợi. Tuy nhiên, FDI từ Mỹ vẫn còn hạn chế, chỉ đứng thứ 13 trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2024. Nếu Trump tái áp dụng các chính sách bảo hộ mạnh mẽ, dòng FDI từ Mỹ vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Để giảm thiểu tác động từ chính sách của Trump, Việt Nam cần áp dụng các biện pháp chiến lược như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, mở rộng quan hệ thương mại với các nước châu Âu và châu Á, nâng cao năng lực cạnh tranh nội địa, đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng để cải thiện năng suất và giảm chi phí, tăng cường đàm phán song phương, tìm kiếm các thỏa thuận thương mại có lợi với Mỹ nhằm bảo vệ các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, đẩy mạnh hợp tác khu vực, hợp tác với các quốc gia ASEAN để xây dựng một lập trường chung trong các cuộc đàm phán với Mỹ, nâng cao sức mạnh tập thể. Trong bối cảnh các chính sách bảo hộ của Trump tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò của ASEAN như một trung tâm hợp tác khu vực có nguy cơ bị suy giảm. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng các hiệp định như CPTPP hay RCEP để mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua thách thức và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.